Kimberly Mến chào anh chị và các bạn quay trở lại với Minimi Planet Cuộc Sống USA ở Houston, Texas. Hôm nay Kimberly sẽ vào bếp và mời anh chị và các bạn cùng vào bếp với Kimberly. Mình sẽ làm bánh cupcake nha. Cái nguyên liệu làm bánh cupcake thì ở đây Kimberly đã đong đo sẵn sàng hết rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu mình làm thôi. Ở đây là Kimberly có 4 cái trứng gà. Trứng gà này là các bạn lấy ở trong tủ lạnh ra, mình để ở cái nhiệt độ phòng cho nó nguội cái trứng, nó đừng có lạnh nha các bạn nha. Kế bên đây là Kimberly có đường. Đường ở đây là mình dùng 140g đường ha. Và đây là cái bột làm bánh bông lan, mình dùng là 150g. Kế bên đây thì Kimberly sẽ dùng cái bột baking powder 4g. Và đây là dầu ăn 60g. Thì các bạn có thể dùng bơ hoặc là dầu ăn. Ở đây hôm nay thì Kimberly dùng cái dầu ăn này là 60g ha. Và kế bên thì Kimberly có sữa tươi. Sữa tươi cũng 60g. Và đây là mật ong. Mật ong mình dùng là 20g mật ong nha các bạn nha. Và ở đây là bột vani. Nếu như mà các bạn dùng cái vani nước á, thì mình dùng là 4ml nha, 4ml á các bạn. Còn nếu như mà mình dùng cái bột thì ở đây Kimberly dùng bột vani hôm nay, cho nên đây là Kimberly cân á, là 5g. Và kế bên đây thì Kimberly có một ít cốt chanh á. Cái cốt chanh ở đây là 2g ha các bạn ha. Rồi thì bây giờ trước tiên Kimberly sẽ đập những cái trứng này, Kimberly chia ra trồng trắng và trồng đỏ riêng với nhau ha. Giờ thì Kimberly sẽ đập 4 cái trứng này ha, và mình chia ra trồng trắng và trồng đỏ riêng với nhau ha. Giờ thì Kimberly sẽ cho 140g đường vào trong cái trồng đỏ ha. Và ở đây là sữa nè các bạn. Kimberly cũng sẽ cho cái sữa này là 60g. Kimberly sẽ cho chung vào trong đây. Và Kimberly sẽ đánh cho cái trồng đỏ và cái đường nó hòa quyện vào với nhau và nó nổi lên đó. Các bạn đánh đến khi nào mà cái trứng của mình nó nổi lên như thế này nè, cái màu nó giống như màu mỡ gà đó các bạn, nó nhạt nhạt như vậy nè, là được rồi ha. Tiếp theo thì bây giờ Kimberly sẽ đánh cái lòng trắng trứng nha. Thì trong cái lòng trắng trứng này, Kimberly sẽ cho vào một ít nước cốt chanh ha. Rồi bây giờ Kimberly sẽ đánh trứng nha. Kimberly sẽ đánh đến khi nào mà các bạn rinh cái cây đánh lên nó có cái chóp nhọn á, nó mới được. Nhưng bây giờ thì Kimberly rinh lên nó chưa có chóp nhọn nè, nên Kimberly sẽ tiếp tục đánh trứng ha. Và đây nè các bạn, cái trứng sau khi mình đánh nó nổi lên như thế này là được rồi ha. Và bây giờ Kimberly sẽ lấy một miếng để cho vào cái lòng đỏ ha, Kimberly trộn nó lên. Các bạn trộn theo cái kiểu mình xúc đổ á, các bạn trộn nhẹ tay để không thôi là cái bánh của mình nó bị xẹp á, nó không có nổi. Rồi tiếp theo thì Kimberly sẽ rây
cái bột này, bột làm bánh bông lan Kimberly sẽ rây nó vào. Để nếu như mà cái bột nó có những cái cục lợn cợn đó thì nó sẽ mịn hết. Kimberly sẽ rây từ từ vào. Vừa rây thì Kimberly vừa trộn bột ha. Bạn thấy không, khi rây đó thì có những cái cục bột nó vón cục như thế này nè, nó còn sót lại đó, thì mình rây ra nó sẽ mịn cái bột, và khi mình nướng cái bánh bông lan nó sẽ, cái bánh cupcake nó sẽ nổi tốt. Kimberly cũng sẽ cho cái bột vani vào luôn ha. Tiếp theo Kimberly sẽ cho cái bột nổi vào luôn và Kimberly sẽ trộn cho nó đều. Kimberly sẽ cho dầu ăn vào sau cùng ha. Sau khi cho bột nổi vào thì Kimberly sẽ cho cái mật ong vào và mình trộn cho nó thật là đều. Trong lúc mà mình trộn bột á thì các bạn nhớ là mình phải làm nóng cái lò của mình trước nha. Để sau khi mình bỏ cái bột vào trong cái cupcake liner đó, trong cái đồ đựng làm bánh cupcake, thì mình sẽ cho vào lò mình nướng liền. Cho nên trong lúc mà mình đánh trứng, mình quậy bột á, thì các bạn nên là nhớ, đừng có quên là mình làm cho cái lò của mình nóng trước. Cái lò thì các bạn để ở cái nhiệt độ là 170 độ C đó. Rồi tiếp theo thì Kimberly sẽ cho cái phần mật ong vào ha. Đều lên. Các bạn cứ quậy theo cái kiểu xúc đổ như thế này nè, để cái bột, cái trứng nó không có bị xẹp á các bạn. Rồi tiếp theo thì Kimberly sẽ cho dầu ăn vào luôn ha. Rồi Kimberly sẽ quậy cho nó đều lên, trộn bột cho nó đều thật đều. Sau khi quậy cái hỗn hợp bột màu cái lòng trứng vàng nó đều rồi thì bây giờ còn một ít cái lòng trứng trắng Kimberly chừa lại nè. Kimberly sẽ cho từ từ cái này vào để mình trộn ha. Các bạn cho vào từ từ và mình trộn theo cái kiểu mà xúc đổ. Kimberly sẽ quậy theo cái chiều mà các bạn cứ xúc đổ đi, xúc đổ đi. Các bạn nhớ là lưu ý là mình làm, các bạn nhớ quậy bột nhẹ tay thôi nha các bạn nha. Các bạn mà quậy mạnh tay quá thì cái trứng nó sẽ bị xẹp, nó không có nổi cái bánh đâu. Đó, cho nên các bạn cứ quậy theo như Kimberly xúc đổ như thế này. Bây giờ thì cái bột của mình quậy nó đã đều rồi nè các bạn. Kimberly sẽ cho vào cái cupcake trong cái liner đó, để Kimberly bỏ vào lò và mình nướng ha. Ở đây thì Kimberly sẽ dùng cái cupcake liner này nè các bạn. Kimberly sẽ chia nó ra và nó có nhiều loại khác nhau. Cái này nó có hình hoa hồng, cho nên Kimberly muốn làm nhiều cái hình khác đó, để cho nhìn nó đẹp đẹp một chút. Thì ở đây Kimberly sẽ chia nó ra. Thì với cái liều lượng này đó, mình làm được cỡ 10 đến 12 cái bánh đó các bạn. Thì Kimberly sẽ chia ra 12 cái khuôn ha. Để mình bỏ cái bánh vào mình nướng. Nè các bạn thấy có hình ngôi sao nữa, dễ thương lắm luôn á. Nên Kimberly chia theo nhiều cái dạng hình cupcake khác nhau cho nó đẹp. Và nó có hình trái tim nữa nè. Rồi Kimberly sẽ cho cái bột vào trong cái cupcake ha.
các bạn cho đừng có đầy quá, chừng 2/3 thôi, tại vì mình phải chừa cái chỗ cho cái bánh nó nổi lên á, cho nên các bạn đừng có để cho đầy quá, cỡ như vậy là được rồi. Và đây là những cái cupcake Kimberly đã cho vào trong khuôn và mình chuẩn bị mình đem đi nướng nha. Trước khi nướng thì Kimberly sẽ khỏ cái khuôn như thế này nè, chừng vài cái để cho nó có những cái bọt khí ở bên trong á, nó bị bể ha. Giờ thì cái lò mình nó đã nóng rồi thì Kimberly sẽ đem qua mình bỏ cái bánh cupcake vào trong lò mình nướng, thì mình sẽ nướng cỡ 25 phút với cái nhiệt độ là 170 độ C nha các bạn nha. Rồi Kimberly sẽ cho cái bánh mình vào lò, Kimberly nướng 22 phút đến 25 phút tùy theo cái lò của mình. Kimberly sẽ để ở đây là 25 phút, nhưng mà trong cái khoảng thời gian từ 22 đến 25 phút á, Kimberly sẽ canh lửa. Nếu mà cái bánh mình nó vàng rồi thì Kimberly đem ra, tùy theo cái nhiệt độ lò của các bạn ở nhà mình có cái lò loại nào, tùy theo cái nhiệt độ nóng hay là nó ít nóng á, thì từ 22 đến 25 phút thời gian nướng bánh nha các bạn nha. Bây giờ Kimberly sẽ để cái bánh của mình trong đây mình nướng. Thời gian mà Kimberly nói đó là 170 độ C đó, thì mình tính ra cái độ F á, là 338, mà Kimberly không có chỉnh được 338, lò của Kimberly là 335 hoặc là 340, nên Kimberly để ở đây là 340 độ. Rồi Kimberly sẽ nướng bánh ha. Và đây cái thời gian nướng bánh của mình đã xong rồi. Bây giờ Kimberly sẽ mở cái lò và mình đem bánh ra ngoài nha. Đợi Kimberly mở cái cửa lò và mình sẽ lấy bánh ra. Đây những cái bánh cupcake rất là ngon. Thì cái thời gian nướng là cái lò của Kimberly đó là Kimberly để đúng là 25 phút đó các bạn. Đúng 25 phút luôn á. Thì cái bánh của mình nó nở ra, nó chín vàng vừa như thế này nè. Rồi bây giờ Kimberly sẽ đợi cho bánh nó nguội á. Rồi sau đó Kimberly sẽ vẽ bánh ra cho các bạn thấy nha. Rồi coi cái bánh của mình nó có xốp và ngon hay không. Rồi cái quan trọng là cái bánh bông lan nó ngon, cái bánh cupcake này mà nó ngon á, là khi mà các bạn đem ra ở trong lò đó, nó nổi lên như thế này nè. Nhưng mà khi cái bánh mình nó nguội á, nó vẫn giữ nguyên cái shape như thế này, nó vẫn nổi vung lên là cái bánh của mình nó ngon. Chứ nếu mà các bạn đem ra khỏi lò là nó xẹp xuống á, là cái đó là không có thành công rồi. Bây giờ thì Kimberly đợi cho cái bánh nó nguội ha. Sau đó rồi Kimberly sẽ lấy bánh ra và cho các bạn coi nha. Và đây là những cái cupcake của mình nó nguội rồi. Bây giờ Kimberly sẽ bẻ ra xem coi nó bên trong nó có xốp hay không ha. Nhìn nó hấp dẫn lắm luôn á. Cái bánh cupcake này là cái hình hoa hồng nè các bạn. Còn cái này là cái hình ngôi sao. Và hồi nãy Kimberly có làm một cái hình trái tim, nhưng mà trái tim thì không có thấy rõ cái shape của nó. Còn cái này thì chỉ mấy cái line nào bình thường thôi. Rồi bây giờ Kimberly sẽ mở cái hoa hồng coi có nó đẹp không ha. Đây các bạn, ở dưới cái đáy nó là giống như cái bông hồng vậy nè, đẹp chưa. Còn ở này á là cái ngôi sao, để Kimberly bẻ ra. Đây các bạn nhìn cái cupcake như vậy nè, nhìn nó cũng hay hay ha. Để Kimberly coi cái hình trái tim. Đó, đẹp chưa. Rồi bây giờ Kimberly sẽ bẻ cái trái tim ra ha, để mình coi coi nó bánh nó có xốp không nè. Các bạn coi nó xốp ngon lắm nè. Rồi Kimberly sẽ bẻ cho các bạn xem ha. Đây bên trong cái bánh cupcake của mình nè các bạn, rất là ngon luôn á. Hôm nay là Kimberly làm cái bánh cupcake này là theo yêu cầu của bé nhỏ. Bé nhỏ nhà Kimberly thích ăn cái bánh cupcake lắm, cho nên nay Kimberly vào bếp làm cho bé ăn. Bữa hổm giờ cũng lâu lắm rồi không có làm, cho nên hôm nay làm sẵn dịp thì quay video cho chia sẻ cái công thức với anh chị và các bạn luôn. Thì nếu mà anh chị và các bạn nào ở nhà có những cái bé nhỏ mà thích ăn cái bánh cupcake này nè, thì
hãy vào bếp ha, cùng vào bếp với Kimberly và làm những cái cupcake cho những nhóc ở nhà ăn ha. Kimberly cảm ơn anh chị và các bạn theo dõi hết cái video này. Giờ thì Kimberly xin thân ái chào tạm biệt anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp anh chị và các bạn vào những cái video tới. Nếu mà anh chị và các bạn nào yêu thích Kimberly cũng như thích những cái video nấu ăn mà Kimberly chia sẻ đó, thì anh chị và các bạn đừng quên là bấm vào cái nút đăng ký kênh cũng như cái nút chuông để anh chị nhận được thông báo khi có những cái video mới mà Kimberly chia sẻ nha. Kimberly xin mến chúc anh chị và các bạn có được một ngày tốt lành bên gia đình người thân yêu của mình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp anh chị và các bạn vào những cái video tới. Bánh rất là xốp luôn các bạn. Cái độ ngọt vừa phải, không có ngọt lắm, rất là ngon. Bánh này ăn uống nước trà ngon lắm đó các bạn. Đặc biệt có cái bột bánh bông lan này nè, khi mà Kimberly để 2 ngày sau á, cái bánh nó không có bị, cái bột á, nó không có bị rời rạc ra, nó không có bị khô á các bạn.